Chào các bạn. Thì hôm nay thì mình có thu hoạch một số cái con bò cạp thương phẩm nè. Và sẵn tiện đây thì mình cũng trao đổi với các bạn một số cái yếu tố về cái con bò cạp thương phẩm này. Rồi, để mình quay tổng quan cho các bạn xem. Thì cái khúc đằng cỏ đó là những cái khúc mà mình chưa có thu hoạch. Thì mình chỉ thu hoạch từ đây nè. Đó, tới đây thôi. Là một khúc này nó ít thôi nhưng mà cái lượng bò cạp nó rất là nhiều các bạn. Các bạn hãy thấy nè, là ở trong đây là mình đã đóng gói 150 con rồi, thì còn ngoài đây chắc cỡ 70-80 con nữa thôi. Cái ý mà mình muốn nói á là một cái mét vuông vỏ dừa như thế này là mình có thể là mình nuôi 200 con bọt cạp thương phẩm. Nó các bạn thấy đây, từ đây tới đây cỡ 1,5 m thôi. Rồi ngang đây thì nó phải 1 m hả? Thì cái con bọt cạp thương phẩm này với cái con bọt cạp sinh sản á, mình nuôi nó khác nhau chỉ là cái mật độ thôi. Thì cái con bọt cạp thương phẩm nói chung á thì nuôi với cái mật độ dày được, còn cái con bọt cạp sinh sản thì mình phải nuôi thưa. Thì nuôi khoảng 50 con trên 1 m² này rồi. Đó, các bạn thấy nè. Nó trốn trong đây rất là nhiều. Còn cái khúc này thì do nó nhiều quá thì mình không có bắt nữa. Còn một lỗ này nó chưa thu hoạch thôi. Cái con bò cạp thương phẩm này các bạn, nó có hai loại. Cái loại thứ nhất á, đó là cái con bò cạp tươi này, cái con bò cạp sống. Còn cái loại thứ hai đó là cái con bò cạp cấp đông, tức là cái con bò cạp nó đông lạnh đấy các bạn. Thì thông thường á thì mình chỉ sử dụng cái con bò cạp sống này thôi. Cái thứ nhất á là mình chế biến cái thức ăn nó sẽ thơm ngon hơn. Cái thứ hai á là mình vận chuyển với lại mình gọng nó lâu lắm các bạn. Thì cái con bò cạp này nó nhịn đói khoảng 10 ngày lận. Còn cái con bò cạp cấp đông á, thông thường á, thì những cái con bò cạp gừng á, người ta bắt bằng kiến á các bạn, thì người ta sẽ cấp đông cái con bò cạp lại. Tại vì cái con bò cạp gừng á, thường nó sống không được lâu do nó bị kiến á, các bạn cắn, mà cái con kiến nó có độc. Nó vì vậy người ta muốn bảo quản lâu á thì người ta phải cấp đông cái con bò cạp. Thì đây là một cái lưu ý để cho các bạn nào mà muốn nuôi bò cạp á thì mình không nên mua cái con bò cạp gừng về mình nuôi, hay là những cái con bò cạp người ta bán ở ngoài chợ á, thì các bạn lưu ý về cái phần này. Thì cái con bò cạp này nó chế biến được rất là nhiều cái món ăn các bạn. Ví dụ là cái con bò cạp nướng nè, bò cạp chiên giòn, chiên nước mắm và nhiều cái món chiên khác. Mà thông thường mình đãi bạn bè là mình bỏ đói con bò cạp này 2 ngày, sau đó thì mình ngâm muối nó cho nó diệt cái vi khuẩn bò ở dưới chân cái con bò cạp các bạn. Tại vì nó bò ở những nơi ẩm thấp như này thì cái con vi khuẩn nó nhiều, thì mình phải ngâm muối nó. Đó, rồi sau đó mà mình rửa sạch nó và mình ướp tương ớt và mình chiên thôi. Thì các bạn chiên khoảng 40 giây các bạn lấy ra, thì các bạn chiên lâu quá con bò cạp nó bị cháy các bạn, nó ngộ vậy đó. Mình nhìn nó cứng cáp vậy chứ mình chiên là nó mau cháy lắm. Còn về cái cách nuôi bò cạp ấy, thì mình cũng có chia sẻ với các bạn ở nhiều cái video trước rồi. Các bạn có thể là mình vào cái phần danh sách phát á, thì trong đây nó có rất là nhiều cái video để mà mình chia sẻ với các bạn. Thì mình chọn những cái video nào nó hay và nó chi tiết thì mình sẽ đem vào cái danh sách phát của cái kênh mình. Về cái nguồn thức ăn và cái cách giữ ẩm thì nó cũng như những cái con bò cạp sinh sản thôi.
Đó, các bạn lưu ý là mình nuôi là cái chuồng nó phải ẩm thấp như thế này nè, là cái con bò cạp nó mới phát triển tốt được. Đó, thì muốn ẩm thì các bạn phải phủ một lớp cỏ ở trên nữa, ở dưới thì cái lớp sơ dừa ẩm. Thì làm như vậy á, thì cái con bò cạp nó sống rất là tốt. Và một cái phần lưu ý nữa là các bạn nuôi bò cạp á, là cái nguồn thức ăn nó phải đều đặn cho nó. Nếu mà các bạn thiếu cái nguồn thức ăn là những cái con dế này nè, thì cái con bò cạp mà nó lột xác á các bạn, thì hôm trước mình cũng có chia sẻ với các bạn là cái con bò cạp nó lột xác á, thì nó lột xác để nó lớn thôi. À, nếu mà các bạn thiếu cái nguồn thức ăn á, thì những cái con bò cạp sống này nè, nó sẽ ăn thịt những cái con bò cạp nó đang lột xác. Nó thì nó hao hụt cái phần bò cạp của mình, thì các bạn lưu ý về cái phần này. Rồi, thì cái video nó cũng ngắn gọn vậy thôi. À, còn một điểm nữa các bạn, là mình nuôi cái con bò cạp mà thương phẩm á, thì mình nên để cái con giống á, cho nó nhiều để mà mình nuôi có ký thôi. Đó. Thông thường á, một số cái trại bò cạp nhỏ người ta bán cái con bò cạp thương phẩm á, là bán cái con đực không à, cái con cái người ta giữ lại cho nó sinh sản. Mà mình ăn á, là cái con bò cạp cái á, nó ăn sẽ ngon hơn cái con bò cạp đực. Thì nó cũng như cái con dế thôi, cái con dế trứng á, là cái con dế nó mang trứng á các bạn, thì mình ăn nó sẽ ngon hơn cái con dế sữa. Thì cái con dế mà nó chưa ra cánh như thế này nè, nó gọi là cái con dế sữa. Nó ra cánh thì nó mang trứng thì người ta kêu dế trứng, và bà lọc bỏ là những cái con dế trống. Còn những cái trại lớn á, thì không ai rảnh mà mình lọc bỏ ra những cái con cái các bạn, người ta bán lộn xộn thôi, tại vì người ta sản xuất với cái quy mô lớn mà. Rồi, video này thì mình xin được tạm dừng tại đây. Các bạn có thể là comment ở phía bên dưới, hoặc là có thể là gọi trực tiếp cho mình qua cái số điện thoại ở cái phần mô tả. Các bạn cũng có thể là nhấn nút đăng ký kênh nếu mà các bạn chưa đăng ký, để khi nào mà mình ra cái video mới á, nó sẽ hiện cái thông báo cho các bạn xem. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo.